Rạng sáng ngày 3 tháng 9, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với đối thủ Saudi Arabia tại vòng loại thứ 3 của World Cup 2022. Bất chấp việc phải đối mặt với sức ép lớn từ chủ nhà, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam chơi chủ động và có ngay bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 3. Tuy nhiên, thì sau đó, trung vệ Duy Mạnh đã phải nhận thẻ đỏ vì trọng tài cho rằng anh đã dùng tay chơi bóng ngay trong vòng cấm. Điều này khiến cho Saudi Arabia được hưởng một quả phạt đền. Tuyển Việt Nam phải chơi thiếu người và thua tỷ số 1-3 trước Saudi Arabia. Ngay sau trận thua đầy tiếc nuối thì có rất nhiều khán giả yêu bóng đá và sao Việt đã có phản ứng dữ dội trên trang cá nhân. Đầu tiên là diễn viên Ngọc Lan bức xúc vì quyết định của trọng tài, nhưng sau đó thì đã bày tỏ niềm hãnh diện về đội tuyển Việt Nam. Tiếp theo đó là có MC Thành Trung lại có phát ngôn vội vàng vì không kiềm chế được sự nóng giận. Anh cho rằng đối thủ chơi ăn gian, tôi tìm trọng tài để hỏi thăm. Hành động này được cho là quá khích, sau đó thì nam MC cũng đã xóa dòng trạng thái này đi. Diễn viên Hiếu Hiền thậm chí còn liên tục chửi thề trên trang cá nhân của anh. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng không ngần ngại bày tỏ thái độ không thích với trọng tài. Ngoài ra thì Soobin Hoàng Sơn cũng nhẹ nhàng thách đấu chờ đợi ngày phục thù tại sân Mỹ Đình. Saudi Music không ăn thua gì với Vina House đâu nha. Ngay sau những bức xúc này thì nhiều tài khoản cá nhân của người Việt Nam đã tìm tới Facebook của vị trọng tài trong trận đấu để báo cáo, nhưng qua đó thì diễn viên Nam Thư lại không đồng tình với hành động này. Đối với cô thì trọng tài vẫn đúng nhưng chỉ là có phần hơi khắc khe một xíu với đội tuyển Việt Nam mà thôi. Ngoài những cảm xúc tiêu cực đó thì còn có rất nhiều nghệ sĩ Việt đã đăng dòng trạng thái cổ vũ an ủi tinh thần cho Việt Nam. Dù thế nào thì đội tuyển cũng đã cố gắng hết sức và luôn là niềm tự hào của người dân Việt Nam chúng ta.